được, còn không có mở camera chứ không có share bài được luôn 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 á, kỳ quá. Đã gọi về trường rồi đó mà cô thư ký của thầy cũng nói là à, căng hả? Ở thầy thoát ra rồi á. Mà thầy bấm lại cái đường link cũ á hả? Thầy bấm đường link cũ đó, chẳng không có vô được. Thầy vô được, thầy nói chuyện được với học trò nhưng mà thầy share bài không có được. Mấy đứa có cách làm sao mà để mình share bài trong trong khi chờ đợi không? Tại vì cô thư ký của thầy đã gọi về trường rồi đó. Còn giờ thầy chỉ thầy nói chuyện được thôi à, mà thầy không có giờ, thầy thấy cái biểu tượng mà để share bài để báo cáo đó nó đen thui, nó không có ấy được. Thậm chí camera của thầy cũng bị cắm luôn, bị tắt luôn đó. Dạ thưa, hình như là chỉ có người đi vào lớp này mới có mấy cái quyền đó thôi thầy. Em nói sao? Duy hả? Duy nói lại cho nghe thầy nghe coi. Nói lớn là Duy ơi. Dạ thì em nói nó thầy. Giờ nghe rồi Duy ơi, nói đi em. Bên phòng quản lý đào tạo cài đặt là chỉ có người đầu tiên vào phòng này mới có mấy cái quyền đó thôi. Thì thầy thấy của thầy là đầu tiên đó mà sao thầy vô không được, thầy không hiểu luôn. Thầy thấy tên. Xong rồi tụi em mới vô. Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao Duy? Chắc là phải tất cả các bạn thoát ra hết rồi để cho thầy có một mình trong này thầy mới có quyền đó. Trời ơi, vậy là tội nghiệp làm phiền các bạn không? Mà bây giờ cô thư ký của thầy đó đang gọi về trường. Cô thư ký của thầy đó gọi về trường rồi đó. Thầy ơi được. Được rồi đó, thầy thấy xe được rồi đó. Bây giờ là được rồi, nhưng mà camera vẫn bị tắt. Bây giờ thầy share bài thử cha. Thầy vô thầy đưa cho mấy đứa coi thử ha. Mấy đứa nghe thầy được không? Dạ nghe hả? Rồi, bây giờ bắt camera không thấy không được nhưng mà để thầy vô thử xem sao. Mấy đứa có thấy không? Dạ thấy màn hình bên này. Thấy màn hình của thầy rồi phải không? Bây giờ mình tạm thời làm đỡ vậy thôi chứ sao? Thấy được là tốt rồi phải không? Mấy đứa thấy được rồi phải không? Trả lời cho thầy đi. Dạ Dạ thấy thấy. được. Rồi bây giờ thầy coi thử con nghe nghe được thầy luôn rồi đúng không? Rồi thì thầy chờ thầy bắt đầu nha. Mấy em có nghe được không mấy em? Dạ nghe được. Alo. Thấy được chưa? Bây giờ đang tiếp tục đó mấy em, đã thấy không? Em thấy cái màn hình Microsoft Teams của thầy.
Nhưng mà cái bài của thầy thấy chưa? Dạ chưa thấy cái bài đó. Thì để thầy rồi giờ mấy em thấy không? Dạ Mấy em thấy thấy rồi, chưa? thấy rồi. Rồi thầy, rồi giờ bắt đầu nha. Thầy có gì trong quá trình đó mấy em, tại vì hôm nay tôi thấy cảm thấy là cái đường truyền đó nó không có ổn, do đó hãy mấy em mà có vấn đề gì trục trặc mấy em báo liền ha, để tôi share bằng cách là tôi có cái bài nói sẵn luôn cho mấy em nha. Rồi dạ thầy ơi, nãy giờ không có nghe được tiếng. còn nghe không nghe được tiếng hả mấy em? Dạ. Bây giờ mấy em nghe được tiếng chưa? Nghe được tiếng chưa em? Mấy em nghe được tiếng chưa mấy em? Dạ rồi. Nghe được tiếng thầy nhưng mà không nghe được tiếng của slide á thầy. Tiếng slide mấy em không nghe được hả? Dạ đúng rồi, chưa nghe được tiếng slide này. Là thôi được rồi, để thầy hiểu rồi. Thầy tiếp tục nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua nói đến cái phần mà sinh lý bệnh. Giờ mấy em nghe rõ thầy chưa? Nghe rõ. Rồi. Mình sẽ tiếp tục qua cái phần mà sinh sinh bệnh học. Thì sinh bệnh học đó, tức là nói đến các yếu tố và thuận lợi để hình thành lên sỏi đó. Thì các yếu tố thuận lợi này á, nó gồm có nhiều cái yếu tố. Thì đầu tiên là thầy sẽ nói cho mấy em nghe cái yếu tố thứ nhất, đó là sự gia tăng bài tiết các chất hòa tan ở trong nước tiểu. Có nghĩa là sao? Khi mà có sự mà gia tăng sự bài tiết những cái chất này thì chính là cái điều kiện thuận lợi để nó tạo thành sỏi. Thì tương ứng với những cái loại chất nào mà nó hòa tan nhiều trong nước tiểu thì nó sẽ tạo thành cái loại sỏi đó. Thí dụ như đầu tiên là chúng ta sẽ nói đến cái sỏi mà calcium, thì nó tạo thành cái sỏi canxi đó. Thì những yếu tố sau đây nó làm cho cái hình thành lên sỏi canxi. Thứ nhất là dùng nhiều thực phẩm có nhiều chất canxi. Thí dụ như là uống sữa nhiều hoặc là ăn nhiều
chất có nhiều canxi như tôm cua vân vân ha, hoặc là những bệnh nhân mà nằm bất động lâu ngày, hoặc là những cái bệnh mà có ảnh hưởng đến hệ xương, hoặc là cho bệnh nhân dùng nhiều vitamin D, hoặc là một số bệnh lý nội khoa khác về thận đó ha, hoặc là người ta thấy có nó trong một cái bệnh lý gọi là tiểu canxi vô căn với cái mức canxi trong máu bình thường. Còn đối với các loại cái loại sỏi là acid uric, chất mà acid uric tăng nhiều trong cái nước tiểu đó thì sẽ tạo ra là cái sỏi urat, thì gặp trong những trường hợp thứ nhất là do tăng cái acid uric niệu, thứ hai là do là nước tiểu bị thoăn hóa, hoặc là trong những trường hợp mà cái bệnh nhân có cái lưu lượng nước tiểu bị giảm, thí dụ như trong những trường hợp mà bệnh nhân bị sốt kéo dài, bị nôn ói kéo dài, hoặc là do bệnh nhân ăn uống không đủ nước đó, thì nó làm cho lưu lượng nước tiểu nó giảm đi, thì đó chính là cơ hội để tạo thành cái sỏi urat. Còn cái tiếp nữa là cái chất oxalat á, để hình thành nên sỏi oxalat á, thì nguyên nhân có thể là do bệnh nhân ăn nhiều thực phẩm có ngũ cốc ha, hoặc là cà chua, hoặc là người ta thấy trong cái bệnh lý di truyền, hoặc là gặp trong một số bệnh lý khác như chẳng hạn như là bệnh kém hấp thu, hoặc là do bệnh nhân có phẫu thuật cắt bỏ quá nhiều là ruột đó ha, thì sẽ gây ra cái lối rộng hấp thu làm cho cái hấp thu nhiều cái oxalat hơn. Hoặc là đối với cái loại sỏi mà sỏi cystine á, thì có thể là gặp trong cái bệnh lý là do rối loạn di truyền. Đây là một cái bệnh là hiếm thấy. Tiếp theo sẽ nói đến cái sinh bệnh học cái thứ hai, tức là cái yếu tố thuận lợi thứ hai đó. Thì cái tiếp đó là cái những cái thay đổi về lý tính của nước tiểu. Thì đầu tiên là người ta thấy là nếu mà có thay đổi cái lưu lượng nước tiểu giống như hồi nãy thầy nói, đó, thì sẽ tạo điều kiện cho thuận lợi cho hình thành thỏi sỏi. Gặp trong những trường hợp mà bệnh nhân bị sốt, bị ói mửa, hoặc là bị tiêu chảy kéo dài, hoặc là do bệnh nhân uống nước không có đủ ha. Trường hợp thứ hai nữa là do người ta thấy là do có sự thay đổi pH trong nước tiểu. Thì bình thường trong nước tiểu của một người đó là khoảng là nó ở nằm ở mức độ là 5,85. Thì cái pH này nè, nó ảnh hưởng đến là do bị chế độ ăn uống, hoặc là người ta sử dụng những hóa chất gì đó, thì nó làm cho cái nước tiểu nó bị kiềm hóa hoặc là axit hóa. Thì người ta thấy là những cái loại mà vi khuẩn mà phân hủy ure đó tạo ra cái amoniac á, khiến cho nước tiểu trở lên nó bị kìm mạnh, có thể là pH nó lên là 7,5 á, thì có thể là tạo ra sỏi. Thì chút xíu thầy sẽ nói đến những cái loại sỏi đặc biệt này ha. Ngoài ra thì người ta nhắc đến có cái một loại chất là chất tạo keo trong nước tiểu. Thì bình thường á, trong nước tiểu nó không có những cái chất tạo keo này, nhưng nếu một số tác giả người ta thấy rằng nếu mà trong nước tiểu đó nó có tồn tại cái chất tạo keo này, thì chính nó là một cái điều kiện thuận lợi để cho nó kết tinh, những kết dính những cái loại muối mà vô cơ lại với nhau, để nó tạo thành sỏi khi mà chúng nó bị bão hòa đó. Có cái tiếp, cái yếu tố thuận lợi kế tiếp đó là người ta thấy có sự hiện diện của các những cái vật thể mà không hòa tan trong hệ đường tiết niệu. Thí dụ như thầy nói là thí dụ như những cái cục máu nè, hang rồi những cái xác tế bào thượng bì nè hang, hoặc là tế bào mũ, hoặc là vi khuẩn, hoặc là những cái vật lạ. Thì những cái vật lạ này nè, nó giống nó vai trò nó giống như là một cái nhân vậy đó. Rồi nó nằm ở trong cái đường tiết niệu thì tạo điều kiện cho những cái tinh thể, những cái chất mà hòa tan để nó kết tinh thành sỏi đó, nó đóng lại từ từ để nó tạo thành sỏi. Cái cơ chế thứ tư đó là có sự bế tắc hoặc là ứ động đường tiết niệu. Thì khi mà người ta thấy rằng khi mà cái đường tiết niệu đó nó có những cái bất thường về cơ thể học bẩm sinh hay là mắc phải đó, thì chính cái sự bế tắc này nè tạo điều kiện cho những cái tinh thể nó sẽ lắng động trở lại để ra tạo thành sỏi. Thì các em lưu ý rằng đó, đối với là những cái trường hợp mà nó sỏi mà nó hình thành từ cái yếu tố thứ ba thứ bốn thầy mới vừa nói đó, thì nó sẽ tạo ra sỏi, người ta gọi là sỏi cơ quan. Có nghĩa là hình thành do là có sự hiện diện của các vật thể không hòa tan trong đường niệu hoặc là có bế tắc đó, thì người ta gọi là sỏi cơ quan. Còn hai cái loại sỏi mà nó hình thành là do những nguyên nhân đầu đó là do có sự tăng các chất hòa tan trong nước tiểu á,
hồi nãy mình có nói hai cơ chế 1-2 đó, thì người ta gọi là sỏi cơ thể. Sau đây thì mình sẽ qua đến với phần phân loại ha. Phần phân loại hóa học thì cũng rất là quan trọng nha em. Phần này đó để cho chúng ta biết là một cái loại sỏi của bệnh nhân, đây là sỏi dạng gì. Khi chúng ta biết được dạng loại sỏi nó là loại gì đó, chúng ta có thể biết được cái tính chất của nó, từ đó cho chúng ta có thể có cái chế độ điều trị thích hợp cho bệnh nhân hơn. Thì người ta thấy là hơn 90% trường hợp mà sỏi của đường tiết niệu thì nó có chứa là calcium mà nó kết hợp với oxalate hoặc là phosphate. Thì nó có rất nhiều sỏi, có hơn 30 loại sỏi. Trong đây thì thầy nói đến 5 loại sỏi mà chúng ta thường thấy nhất. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói đến cái sỏi calcium phosphate. Thì đặc điểm của cái loại sỏi này nó có màu vàng hoặc là màu nâu. Và đồng thời nó cản quang rất mạnh. Do đó khi mà chúng ta chụp cái phim cao B lên, chúng ta thấy một loại sỏi mà nó có cản quang mạnh ha. Rồi trên lâm sàng chúng ta thấy nó màu vàng, thì có thể chúng ta có thể đoán được đây là loại sỏi calcium phosphate. Cái loại số 2 là loại magnesium ammonium phosphate á. Thì đặc điểm của cái loại sỏi này á, là nó loại hình san hô, nó màu vàng. Sỏi này thì nó mềm, nó kém cản quang, nhưng mà chụp x-quang thì chúng ta có thể thấy được, nhưng mà nó kém cản quang hơn. Đặc điểm cái sỏi này đó là nó do nhiễm trùng. Hồi nãy thầy có nói đó là do cái con vi trùng là Proteus đó, là nó sinh ra cái men Protease rồi đó, thì nó sinh ra để nó tạo ra cái sỏi này. Chút xíu nữa mình sẽ nói rõ cái loại sỏi này hơn. Rồi cái thứ ba là sỏi calcium oxalate, là cái loại này là mình thường gặp nhất ở trên lâm sàng ha. Đặc điểm của nó là nó nhỏ, nó gồ ghề, x quang có thể mình thấy được. Loại sỏi thứ tư là sỏi cystine, thì đặc điểm của cái loại sỏi này là nó trơn láng, nó có nhiều cục, đôi khi nó cũng có thể nó kết lại nó thành hình san hô, thường là nó có ở hai thận. Cái x quang của nó thì nó cản quang đồng nhất. Còn một loại sỏi thứ năm đó là sỏi urat, thì đặc biệt là mấy em nhớ trên lâm sàng, mấy em mà thấy được trên lâm sàng mà có một loại sỏi nào mà nó không cản quang được là chính là sỏi urat. Có nghĩa là khi mình chụp cái cao B lên mình sẽ không thấy, nhưng mình làm siêu âm hoặc mà là mình làm cái MSCT đó, làm tất nhiên là CT scan đó, thì mình sẽ thấy được. Nhưng mà x-quang thì do tính chất của nó không có cản quang, do đó mình chụp mình không thấy được. Mình lưu ý cái điểm này để khi mà trên lâm sàng đó mình biết được, mình thấy được, mình có thể đoán được những loại sỏi này ha. Rồi còn phân loại mà theo vị trí đó thì chúng ta sẽ có ba loại sỏi. Loại sỏi thứ nhất là sỏi đài bể thận. Thì đặc điểm của sỏi này đó thì nó nằm ở trên thận á, ít khi nào nó sẽ gây bế tắc để nó tạo thành cơn đau hoàng thận lắm. Nhưng mà khi nó có triệu chứng rồi đó thì chúng ta phải để ý, bởi vì á nó diễn tiến âm thầm, đến khi nào một lúc nào đó nó gây bế tắc thì nó cứ diễn tiến nó chậm chậm đó, nó làm cho cái thận hư nào không hay. Và khi mà nó có nhiễm trùng rồi đó thì nó dễ nó gây nhiễm trùng huyết. Cái loại sỏi thứ hai đó là sỏi niệu quản. Sỏi niệu quản thì nó gồm có niệu quản ở đoạn lưng, đoạn chậu hoặc là đoạn nội thành. Thì đặc điểm ở cái loại sẵn sỏi này do nó rớt xuống niệu quản đó nên nó thường gây bế tắc, nó gây ra cái cơn đau hoàng thận. Mấy em sẽ thấy trong cái phần triệu chứng. Loại sỏi thứ ba là sỏi bằng quang niệu đạo. Thì đặc điểm của loại sỏi này đó thường ít khi nào mà nó hình thành tại chỗ. Thường là nó rớt từ ở trên thận, từ ở trên bể thận hoặc là trên niệu quản nó rớt xuống. Hiếm khi nào mà nó hình thành tại chỗ. Nếu mà có thì hồi nãy mình quay trở lại cơ chế thầy có nói đó, là do nó có một cái sự bế tắc đường tiểu, do đó nó mới làm cho cái hình thành sỏi tại chỗ ha. Chứ thường là từ ở trên thận, trên niệu quản nó rớt xuống. Sau đây thì chúng ta sẽ qua đến phần lâm sàng. Thì trên phần lâm sàng đầu tiên là chúng ta sẽ nói đến phần triệu chứng. Trong cái triệu chứng lâm sàng chúng ta cần phải lưu ý đến cái phần bệnh sử. Tại vì đối với cái bệnh lý mà sỏi đường tiết niệu đó, mấy em cần phải quan tâm đến cái phần mà bệnh sử để coi cái việc mà cái thói quen của bệnh nhân, dinh dưỡng của bệnh nhân, ăn uống như thế nào nó cũng có thể góp phần gây ra sỏi, giống như hồi nãy thầy có nói. Mình sẽ xem hỏi bệnh nhân coi bệnh nhân uống nước một ngày như thế nào, có uống đủ nước hay không, rồi thói quen dinh dưỡng ăn uống, thí dụ như ăn nhiều chất tôm cua hay những người ở vùng biển vân vân, tiền sử là sử dụng thuốc, một số loại thuốc đó có thể làm cho toan hóa hoặc là kiềm quá nước tiểu để tạo thành sỏi giống như thầy có nói đó ha. Rồi có giai đoạn bệnh nhân có bị nằm bất động hay không, có những cái bệnh về nội khoa khóc, bệnh khoa nội khoa khác mà có thể tạo ra sỏi hay không ha. Chúng ta cần phải khai thác tất cả những cái yếu tố đó. Còn về triệu chứng lâm sàng đó thì
ngay ở phần đầu thầy có nói rồi đó. Triệu chứng tùy theo ở mức độ tắc nghẽn có hoặc là không có mà chúng ta sẽ có cái dạng lâm sàng là có triệu chứng hoặc là không có triệu chứng, rồi đến ở mức độ nặng hơn là sẽ có những cái biến chứng ha. Khi mà sỏi mà nó nằm im, hồi nãy thầy nói đó, nếu mà nó nằm ở trên đài bể thận đó, mà nó nằm im, nó không có gây triệu chứng bế tắc gì hết, thì cục sỏi có thể nằm tồn tại đó một thời gian rất là lâu mà bệnh nhân cũng không hề có biến chứng triệu chứng gì cả. Còn nếu mà giả sử như cục sỏi mà nó di chuyển rồi nó rớt xuống trong đài, một đài bể thận nào đó, hoặc là xuống điều quản, hoặc là nó rớt xuống ở trong ngay chỗ cái cổ bằng quang hoặc điều đạo thì nó gây bế tắc, thì lúc đó bệnh nhân sẽ có triệu chứng tùy theo cái kích thước của sỏi, tùy theo cái mức độ mà nó tắc nghẽn, rồi tùy theo của cái vị trí cục sỏi nó nằm ở trên thận hay ở nằm ở niệu quản, hoặc là nó nằm ở niệu đạo hay bằng bằng quang, mà bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng khác nhau. Ở đây thầy có lưu ý cái có cái chữ là mấy em thấy là chữ sỏi im lặng đó là sao? Là có nghĩa là khi một cục sỏi nó nằm, nó có, nó tồn tại, có sỏi ở đường tiết niệu nhưng nó không hề gây triệu chứng gì cả. Đó là đó những người ta gọi là sỏi im lặng. Nhưng mà nó diễn tiến rất là chậm, nó từ từ năm này qua tháng kia, thậm chí không có triệu chứng gì hết, nhưng nó lớn lên từ từ để rồi nó phá hủy cái chủ mô của thận. Đến một lúc đó nó tắc nghẽn luôn hoàn toàn. Nó làm cho có thể, nếu mà nếu hại hai bên thận, nó có thể làm cả hư hết hai cái thận, nó làm suy thận. Lúc đó tới chừng bệnh nhân phát hiện ra suy thận thì lúc đó thì đã sỏi đã ra to, nó bế tắc rồi. Do cái diễn tiến chậm của nó làm cho bệnh nhân không có một cái dấu hiệu báo trước gì hết. Thì nói tóm lại, các triệu chứng bệnh nhân có thể gặp tùy theo, hồi nãy thầy nói rồi đó, tùy theo cái mức độ tắc nghẽn, tùy theo kích thước của sỏi, tùy theo ở cái vị trí mà tắc nghẽn mà bệnh nhân có thể có những triệu chứng sau. Thứ nhất là có thể gây đau, đau có thể là đau âm ỉ hoặc là đau từng cơn, quặn từng cơn, hoặc là bệnh nhân có thể bí tiểu, hoặc là bệnh nhân có thể bị tiểu máu, hoặc là bệnh nhân có tiểu lắc nhắc, tiểu khó, hoặc là có rối loạn tiêu hóa, hoặc là sốt, vân vân. Rồi trong cái phần triệu chứng kế tiếp nữa đó, ngoài những cái triệu chứng mà thầy nêu lên phần trên, thì ngoài ra chúng ta có thể có những cái triệu chứng khi mà cục sỏi này nó gây ra biến chứng. Những triệu chứng của biến chứng thì bao gồm có, nếu giả sử như bệnh nhân có kèm theo bị suy thận cấp thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân có phù, bệnh nhân có vô niệu, hoặc là bệnh nhân có rối loạn tri giác là lơ mơ hoặc là hôn mê, vân vân. Còn khi mà bệnh nhân có suy thận mãn thì mấy em sẽ phát hiện thấy là bệnh nhân có thiếu máu, có cao huyết áp, vân vân. Còn khi mà sỏi mà nó gây tắc nghẽn đó thì nó tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển từ từ, sau đó nó gây ra nhiễm trùng niệu, thì lúc đó bệnh nhân có thể là có sẽ bị đau cái vùng hông lưng, rồi nhiễm trùng nó làm cho bệnh nhân bị sốt cao, lạnh run, vân vân. Còn về phần dấu hiệu lâm sàng đó, lúc mà chúng ta thăm khám đó, thì khi mà thăm khám cái vùng hông đó, chúng ta có thể thấy là bệnh nhân đau, khám mình sẽ thấy đau. Khi mà thận mà nó chứng nước to đó, chúng ta có thể nhìn thấy được, chúng ta có thể nhìn thấy nước to được. Còn khi mà thăm khám, chúng ta sờ, chúng ta có thể chạm được thận. Và khi mà có dấu hiệu nhiễm trùng đó, thì chúng ta làm cái nghiệm pháp rung thận đó, thì chúng ta sẽ thấy là dương tính. Lúc đó là bệnh nhân rất là đau. Hoặc là trong trường hợp mà bệnh nhân có kèm theo cái rối loạn tiêu hóa đó, bệnh nhân bị chướng bụng và do liệt ruột đó, thì chúng ta có thể sờ thấy là bệnh nhân đau cái bụng chướng ha, mà thường có đi kèm trong cơn đau bảo thận đó. Trong trường hợp mà sỏi mà nó kẹt ở niệu đạo hoặc ở cổ bằng quang đó, thì có thể làm cho bệnh nhân bị bí tiểu, thì lúc đó chúng ta sẽ khám thì thấy cầu bằng quang sẽ là dương tính ha. Rồi chúng ta khám theo dọc cái niệu đạo thì chúng ta có thể thấy được sỏi. Thì nói chung thì qua thăm khám là lâm sàng đó, chúng ta có biết rất nhiều cái triệu chứng lâm sàng. Và đây là những cái triệu chứng mà định hướng cho chúng ta biết được bệnh nhân có thể có sỏi ở niệu quản, ở thận hay bàng quang hay là ở cái niệu đạo. Rồi từ đó định hướng cho chúng ta sẽ đi làm cái xét nghiệm cận lâm sàng, bao gồm có chẩn đoán hình ảnh và những cái xét nghiệm máu, nước tiểu, vân vân, để chúng ta đưa ra cái chẩn đoán xác định. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua tính cái phần cận lâm sàng cho thầy mới vừa nói. Thì đầu tiên cái nhóm xét nghiệm về máu đó, thì chúng ta sẽ làm cái công thức máu. Công thức máu có thể cho chúng ta biết là tình trạng bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng hay không. Lúc đó chúng ta sẽ thấy là bạch cầu tăng cao. Còn chúng ta có thể qua công thức máu chúng ta có thể thấy được là bệnh nhân bị thiếu máu, nếu mà trong trường hợp là bệnh nhân bị suy thận mãn. Hoặc là
với những cái xét nghiệm máu chúng ta có thể làm những cái xét nghiệm vệ sinh hóa thì chúng để chúng ta xem cái chức năng thận như thế nào, chúng ta sẽ coi creatinine ha có bị tăng cao hay không, rồi ion đồ nó như thế nào, có bị thay đổi hay không, rồi dự trữ kiềm vân vân ha, những cái xét nghiệm về máu. Còn đối với nước tiểu thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta sẽ xem coi màu sắc của nó có màu gì, có máu hay không, có đạm, có tế bào mủ hay là vi trùng hay không. Và đồng thời chúng ta cũng phải lưu ý giống như thầy nói lúc đầu đó là chúng ta phải xem cái độ pH của nó như thế nào. Nếu mà nước pH của nó lớn hơn 7,6 thì chúng ta xem coi chừng đây là nó một nhiễm cái loại vi khuẩn hồi nãy thầy có nói đó, vi khuẩn mà nó phân hủy ure đó. Nó có vi khuẩn nó có tên là Proteus đó, thì nó có thể tạo thành loại sỏi là magnesium ammonium phosphate để tạo thành nó tên là sỏi Struvit. Thì còn đối với những cái trường hợp mà pH mà luôn luôn là 6,5 á thì thường đó là nguyên nhân là do toan quá máu, do bệnh lý ống thận đó ha. Còn pH mà luôn luôn thấp á thì dễ là sỏi là tạo ra sỏi là urat. Đặc biệt là chúng ta cũng cần xem nếu mà giả sử như trong cái nước tiểu mà chúng ta thấy có hiện diện của những cái tinh thể đó, thì lúc đó sẽ gợi ý cho chúng ta những cái loại sỏi mà nó phù hợp với loại tinh thể mà chúng ta phát hiện được trong nước tiểu. Cái tiếp chúng ta sẽ nói đến cái cận lâm sàng về chẩn đoán hình ảnh là một cái xét nghiệm rất quan trọng để chẩn đoán xác định cho sỏi đường tiết niệu. Thì đầu tiên là chúng ta nói đến siêu âm. Siêu âm là một phương tiện mà đầu tay để giúp cho chúng ta chẩn đoán. Đây là một phương tiện phải nói là rất dễ làm ngày nay. Đây là phương tiện là gần như là đầu tay mới, bệnh nhân mới vô là chúng ta sẽ làm để phát hiện cái sỏi đường tiết niệu cho bệnh nhân. Phương tiện này đó thì hầu như những cái cơ sở khám chữa bệnh hầu như là tất cả đều có. Về cái kỹ thuật làm thì cũng dễ. Do đó cái phương tiện mà siêu âm này đó là thường là thực hiện đầu tiên ha, do tính chất là dễ làm, dễ thực hiện, rẻ tiền vân vân ha. Đối với siêu âm thì cho chúng ta cũng khá nhiều thông tin cho sỏi đường tiết niệu. Qua siêu âm chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh của sỏi, chúng ta có thể thấy được thận chứa nước hay không, cho chúng ta thấy một cái dài những cái hình ảnh mà có thể gây ra biến chứng, chẳng hạn như thấy được hiện tượng viêm xung quanh cái thận vân vân. Ngoài ra siêu âm còn cho chúng ta nhiều thông tin khác, chẳng hạn như cho chúng ta biết là tình trạng trong ổ bụng nó như thế nào vân vân. Nói chung là cái siêu âm đó là phương tiện rẻ tiền, dễ làm, không có dễ thực hiện ở tất cả các những cái cơ sở khám chữa bệnh mà cái hiệu quả cũng nó khá là tốt. Cái tiếp nữa là chúng ta sẽ làm cái KOB. Thì KOB là một cái phương tiện thật sự là rất là dễ làm, dễ thực hiện, cũng rẻ tiền, được trang bị hầu hết những cái cơ sở khám chữa bệnh, nó không có cầu kỳ. Tuy nhiên đối với cái KOB đó thì chỉ cho chúng ta biết những loại sỏi nào mà nó cản quan mà thôi. Còn ngoài ra hầu như là KOB không cho chúng ta thêm những thông tin khác. Thí dụ như là không cho chúng ta thấy được cái hình ảnh bài tiết của thận, không cho chúng ta biết được cái chức năng thận, cái cây bài tiết của thận. Ha. Hoặc là chúng ta không cho chúng ta biết là có một khối chóng chỗ là bú hay là nang hay là cái gì vân vân. Ha. Chỉ cho chúng ta biết là có sỏi hay không có sỏi cản quan mà thôi. Rồi nếu mà trường hợp mà không cản quan thì đương nhiên chúng ta cũng không có thấy, không cho chúng ta một cái thông tin gì cả. Do đó cái phương tiện là KOB và cái siêu âm là hai cái phương tiện đầu tiên để giúp chúng ta định hướng ở giai đoạn đầu mà thôi, chứ để về phần mà chẩn đoán thì thật sự là khó ha em. Cái tiếp là chúng ta nói đến cái x-quang hệ điệu có cản quan tim tĩnh mạch là UV. Thì cái phương tiện này là ngày xưa đó thì sử dụng rất nhiều các em. Cái phương tiện này đó lúc mà chưa có CT scan đó thì gần như là chẩn đoán là dựa vào cái phương tiện này. UV đó là giúp chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh bài tiết của thận hai bên, cả thận bên phải và bên trái, cho chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh mà cục sỏi, hoặc là chúng ta có thể thấy được cái chỗ mà bế tắc dưới điều kiện là cái thận, chức năng thận còn bài tiết. Gián tiếp và trực tiếp thì chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh và một cái khối là chón chỗ. Tuy nhiên cái hạn chế của cái UV á là không cho chúng ta biết được là cái khối chống chỗ đó là cái dạng đặc hay là cái dạng dịch. Có nghĩa là mình không biết đó là bú hay là một cái dạng là nang, do đó mình không có chẩn đoán được. Ngoài ra trong những trường hợp mấy em thấy rằng nếu mà
cái thận mà nó mất chức năng, nó không còn bài tiết nữa, thì lúc đó mình chụp UV á thì mình cũng không thấy được cái gì. Mình thấy chỉ là một cái hình ảnh bình thường giống như KOB, không, ngoài ra không cho thông tin gì cả. Ngoài ra mấy em biết cái hạn chế của cái UV là gì nữa hay không? Đó là khi mà chụp, khi làm cái xét nghiệm này đó, bệnh nhân phải được chuẩn bị rất là chu đáo. Bệnh nhân phải được thục tháo, rồi phải tiêm chất cản quang và phải chụp nhiều tấm phim ha, ở tùy theo cái thì của cần thiết mà mình phải chụp, chụp 5 phút, chụp 15 phút, 45 phút vân vân ha. Do đó rất là công phu. Do đó ngày nay trong cái điều kiện phát triển của CT scan đó, thì cái UV ngày nay người ta từ từ ít làm ha. Chỉ những trường hợp nào ở những cái cơ sở y tế mà họ không có CT scan thì họ chỉ có UV thì họ mới làm mà thôi. Cái tiếp là cái phương tiện là CT scan, giống như thầy nói, đây là phương tiện mà ngày nay rất là tiến bộ. Tất cả những cái ưu điểm của những cái phương pháp như siêu âm hay là KOB hay là của UV gì đó, tất cả ưu điểm của nó là dồn lại cho cái ưu điểm của CT scan. Nhưng CT scan mấy em biết cái khuyết điểm của nó là gì hay không? Cái khuyết điểm của nó là cái gì? Là thứ nhất là nó mắc tiền. Cái thứ hai nữa là không phải tất cả cơ sở y tế đều được trang bị. Cái thứ ba nữa là làm cái CT scan nó cũng công phu lắm, phải chụp nhiều nhát cắt chứ không phải là chụp một phim giống như KOB ha. Do đó nó chỉ có ba cái khuyết điểm đó, còn hầu như hết là nó có ưu điểm. Ưu điểm là gì? Nó cho chúng ta thấy hình ảnh của cái hệ bài tiết của đường tiết niệu, cho chúng ta thấy được cái hình ảnh của cục sỏi, cho chúng ta thấy được có sự bế tắc hay không, cho chúng ta thấy được cái dạng này là dạng bú hay là dạng nang, cho chúng ta thấy là xung quanh có hiện tượng viêm hay không. Ngoài ra cho chúng ta biết nhiều thông tin khác trong ổ bụng, chẳng hạn cho chúng ta biết gan, cho chúng ta biết lách, cho chúng ta biết ruột, tình trạng trong ổ bụng, hạch, dịch trong bụng như thế nào, vân vân, cho rất nhiều thông tin các em. Cái tiếp là cái soi bằng quang. Thì soi bằng quang không phải là một cái xét nghiệm mà là lúc nào cũng thực hiện ở trong cái sỏi hệ đường tiết niệu. Chúng ta chỉ thực hiện trong những trường hợp mà cần thiết mà thôi. Chúng ta chỉ thực hiện trong những trường hợp mà đặc biệt cần thiết. Thí dụ như sao? Trong những trường hợp mà chúng ta thấy nghi ngờ, ngay cả trong CT scan chúng ta cũng nghi ngờ được cái sỏi trong bàng quang hoặc là trong niệu đạo, thì lúc đó chúng ta sẽ soi bàng quang. Thì soi bàng quang chúng ta sẽ thấy được trực tiếp cái cục sỏi ở trong bàng quang hoặc là trong niệu đạo nó kẹt. Thậm chí chúng ta trong những trường hợp mà cục sỏi nó kẹt ở ngay chỗ cái miệng niệu quản đó, chúng ta soi bàng quang chúng ta có thể thấy được. Ngoài ra soi bàng quang chúng ta có thể biết được những cái thông tin khác ngoài cái sỏi ở trong bàng quang. Ví dụ như chúng ta biết được tình trạng niêm mạc của bàng quang như thế nào. Do đó chúng ta biết được là ngoài cái sỏi bàng quang có thể có kèm theo là tình trạng là bị viêm bàng quang hay là có bú bàng quang, hoặc là chúng ta có thể cho chúng ta biết được cái tình trạng tuyến tiền liệt của bệnh nhân như thế nào ha. Nhưng mà nói chung đây là một cái xét nghiệm khi nào cần thiết chúng ta mới làm. Còn thường quy để chẩn đoán sỏi đường tiết niệu thì chúng ta ít khi nào sử dụng cái soi bàng quang nha mấy em. Rồi, còn nói về biến chứng đó, khi nói tới biến chứng của sỏi đường tiết niệu á, có ba biến chứng người ta đặt ra. Thứ nhất là biến chứng về, người ta nói đó là cái biến chứng nhiễm trùng. Như thầy hồi nãy có nói rồi, khi sỏi mà cái đường tiết niệu á, nó bế tắc, rồi cái chuyện mà bế tắc nó sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn ứ động trở lại, phát sinh, rồi nó từ từ phát triển lên, nó tạo thành cái nhiễm trùng ở cái đường tiểu. Nhiễm trùng lâu ngày nó sẽ có thể từ từ nó sẽ ứ thành một cái túi mủ trên thận. Rồi khi mà cái do đó trên lâm sàng mấy em sẽ nghe được cái từ là thận ứ nước nhiễm trùng ha, rồi hoặc là áp xe thận, đó là do cái nhiễm trùng nó từ từ nó tạo thành. Rồi khi mà nặng nó có thể đi vào máu, nó gây ra nhiễm trùng huyết. Cái biến chứng thứ hai nữa là khi mà sỏi nó gây tắc nghẽn đó, nó từ từ nó phá hủy cái chủ mô thận, từ từ nó làm hư hết cái chức năng thận, nó gây ra suy thận. Nếu mà bệnh nhân có một trái thận, còn bên đây là bị sỏi mà nó bị tắc nghẽn gì đấy đó, nó sẽ gây ra suy thận. Còn nếu mà nó bị hai bên thì đương nhiên cái nó sẽ gây ra suy thận. Và trong trường hợp là thí dụ như nó bị một bên còn cái thận bên kia tốt không có gì hết thì cái thận bên kia sẽ bù trừ. Còn cái biến chứng thứ ba nữa là một biến chứng rất là hiếm, tuy nhiên trên lâm sàng chúng ta có thể gặp chứ không phải là không, là trong những trường hợp mà sỏi nó tắc nghẽn, nó gây viêm nhiễm lâu ngày, nó có thể lâu ngày nó sẽ có thể biến thành cái dạng là ung thư. Thường là chúng ta sẽ gặp trong những trường hợp mà sỏi thận ở trên đài bể thận nó bị nhiễm trùng lâu ngày, rồi nó tạo điều kiện để nó phát triển ra, nó hình thành ra là ung thư.
Về phần điều trị đó thì mục tiêu của chúng ta đó là chúng ta sẽ nói đến cái phần là những cái triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng cũng như là sinh bệnh học. Còn phần về điều trị đó thầy chỉ nói rất là tóm tắt để cho mấy em nắm được cái phương pháp điều trị như thế nào mà thôi. Lên tới năm thứ 5, năm thứ 6 các em sẽ có điều kiện để học lại. Chúng ta sẽ nói sâu hơn về phần điều trị. Thì trong điều trị đương nhiên chúng ta sẽ có cái phần điều trị nội khoa và điều trị là ngoại khoa. Thì chỉ định điều trị nội khoa là trong những trường hợp nào? Trong những trường hợp mà mấy em sẽ thấy là cục sỏi nó nhỏ, cục sỏi nó không có diễn tiến, nó không có gây ra triệu chứng đau, khó chịu, không có những triệu chứng hoặc là những cái biến chứng như là đái máu, nhiễm trùng hay là bế tắc ha. Có nghĩa là mấy em sẽ thấy có một bệnh nhân có một sỏi nhỏ nó nằm ở trên thận, nó không có gây triệu chứng gì cả, thì lúc đó chúng ta sẽ theo dõi hoặc là chỉ là điều trị nội khoa mà thôi. Hoặc là trong những trường hợp có thể là cục sỏi san hô rất là to ha, nhưng đây là một cái bệnh nhân lớn tuổi ha, và cái cục sỏi này đó mặc dù nó to nhưng mà nó cũng chưa gây triệu chứng gì hết, mà một người bệnh nhân lớn tuổi thì chúng ta cũng không có điều trị ngoại khoa, không có mổ cho bệnh nhân, tại vì cái nguy cơ đối với bệnh nhân lớn tuổi mà mổ một cái sỏi san hô to như vậy thì nguy cơ rất là cao. Trong khi đó nếu cục sỏi này mà được chúng ta theo dõi đàng hoàng đó thì chưa chắc gì bệnh nhân lớn tuổi này chết vì cái do cục sỏi san hô này, mà nếu mà chúng ta cho bệnh nhân đi mổ thì cái nguy cơ rất là cao. Cái ý thứ ba đó là chúng ta phải điều trị tích cực cái nhiễm trùng, giống như nãy thầy có nói, thì trong cái sỏi và đường tiết niệu đó thì nó có một cái nguy cơ là nhiễm trùng đó, nếu mà chúng ta không điều trị là thì nó có thể là gây ra một cái biến chứng rất nặng, có thể nhiễm trùng huyết, nó có thể phá hủy hết cái chủ mô, nó gây ra suy thận ha. Và đặc biệt là nó tạo ra một cái loại sỏi tên là sỏi Struvit ha, chút nữa mấy em sẽ thấy rõ trong cái phần sau. Thì cái nguyên tắc mà điều trị của cái sỏi này thì chúng ta có thể làm tan sỏi bằng cách là làm thay đổi cái pH của nước tiểu. Hồi nãy chúng ta có qua cái phần sinh bệnh học rồi đó, thì hiểu được cái cơ chế sinh bệnh học là chúng ta có thể áp dụng mà chúng ta điều trị sỏi. Thí dụ như những loại sỏi nào mà nó kết tinh trong môi trường axit thì lúc đó chúng ta sẽ cho bệnh nhân sử dụng những cái hóa chất 3 giờ để tan, để làm cho những loại chất, những cái chất kết tinh đó nó không có kết tủa trở lại, tích tụ trở lại để tạo thành sỏi. Thì sau đây là thầy sẽ nói cụ thể từng loại sỏi cho mấy em nắm. Nó có tất cả là 5 loại sỏi mà nãy thầy có nói đó, thường thấy nhất đó. Thì đầu tiên là mình nói là sỏi là sỏi calcium. Thì những cái nguyên năng nhân mà nó làm cho tăng cái calcium máu tăng cao, thí dụ như là do cường tuyến cận giáp ha, nguyên phát, hoặc là do ngộ độc vitamin D, hoặc là có một số bệnh sarcoidosis này ha, bệnh ác tính, nó cũng có thể làm cho canxi trong máu tăng. Hoặc là những một số bệnh mà gây tăng canxi niệu là thường là nguyên nhân không có rõ, có tính chất gia đình, hoặc một số bệnh như là bệnh xốp tủy thận hay là bệnh toan hóa máu do ống thận vân vân. Hoặc là một số bệnh nó làm tăng oxalat niệu, thí dụ như bệnh ruột non, bệnh nhân có cái phẫu thuật nối tắc ở ruột để mà chữa bệnh béo phì đó, thì người ta thấy là những cái bệnh nhân này nó có rối loạn hấp thu ha, nó hấp thu nhiều cái oxalat thì nó làm cho cái nồng độ oxalat tăng trong nước tiểu tăng cao, nó từ đó nó tạo điều kiện để nó tạo thành sỏi oxalat. Hoặc là một số bệnh đường mật ha, bệnh tụy mãn tính thì nó có thể làm cho cái hấp thu oxalat niệu, làm cho oxalat niệu tăng cao. Thì nguyên tắc điều trị là chúng ta làm cái gì? Chúng ta sẽ cho bệnh nhân uống nước nhiều, ngày là 2 đến 3 lít nước, tránh dùng những cái chất mà có nhiều oxalat như là trà, sô cô la hoặc là vài loại nước trái cây, hoặc là chúng ta cho bệnh nhân ăn giảm cái chất canxi, ví dụ như là cho bệnh nhân kiêng cữ những cái chất có sữa hoặc là những cái chất mà antacid ha, là thì nó làm cho cái hấp thu cái canxi hoặc là cái oxalat nó tăng cao. Hoặc là trong những trường hợp mà bệnh nhân có tăng canxi niệu đó thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân uống thuốc là chất là thiazid. Thì cụ thể ở đây á, thì mình sẽ cho bệnh nhân uống là hydrochlorothiazid 50mg 2 viên một ngày. Còn đối với sỏi urat á, thì
người ta thấy là thường á 50% kèm theo cái gút ha. Do đó khi bệnh nhân mà bị gút thì các em cũng lưu ý coi chừng có bị sỏi là urat. Thì đối với trường hợp mà bệnh nhân bị tăng axit uric niệu đó thì thường nguyên nhân là do dùng ăn nhiều thức thực phẩm có chứa chất sinh axit uric như là tôm cua, hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân hóa trị liệu một số bệnh lý ung thư như là bệnh bạch cầu hoặc là bệnh tăng hồng cầu vân vân, hoặc là do bệnh nhân có nước tiểu bị toan hóa, hoặc là do lưu lượng của bệnh nhân bị giảm, lưu lượng nước tiểu bị giảm do hồi nãy thầy có nói rồi đó, là do uống nước ít, hoặc là do bệnh nhân bị sốt kéo dài, tiêu chảy kéo dài, bị nôn ói kéo dài, dần dần bị nó giảm nước đó, thì nó có thể tạo điều kiện sỏi urat. Thì trên nguyên tắc điều trị á, thì đối với sỏi urat á, thì mấy em cũng cho bệnh nhân uống nước nhiều, 2-3 lít một ngày, rồi sử dụng những cái chất mà kìm làm cho kìm quá nước tiểu như là sodium ha, bicarbonate, hoặc là cho bệnh nhân ăn kiêng những chất mà có nhiều chất purin, thì lại chất purin là những chất mà nó làm cho là axit uric trong nước tiểu tăng cao đó. Hoặc là mình có thể cho bệnh nhân uống cái thuốc mà allopurinol ha, để giảm cái bài tiết axit uric vào trong nước tiểu. Thứ ba nữa mình nói tới là cái sỏi magnesium ammonium phosphate. Hồi nãy thầy có nói đó là sỏi này nó có tên là sỏi Struvit. Sỏi này cái nó hình thành là do có sự nhiễm trùng ở đường tiết niệu, do cái con vi trùng nó tên là Proteus nó gây ra. Thì khi mà chúng ta biết được cái cơ chế như vậy đó, thì khi mà có một bệnh nhân mà bị sỏi là sỏi này đó, chứ là chúng ta tất cả sỏi phải được chúng ta nguyên tắc điều trị là chúng ta phải lấy hết qua phẫu thuật, và sau đó thì chúng ta phải điều trị cho bệnh nhân bằng kháng sinh để mình điều trị cái nhiễm trùng tận gốc. Còn đối với sỏi mà calcium phosphate thì đặc biệt là dễ xảy ra ở nơi những bệnh nhân có nước tiểu bị kìm kéo dài ha. Một số bệnh lý như là toan hóa máu do bệnh ống thận xa ha, dùng nhiều chất kìm hấp thu được nè, hoặc là dùng những cái chất ức chế carbonic ha, vân vân, hoặc là do bị nhiễm trùng các loại vi khuẩn mà phân hủy ure giống như thầy có nói đó. Thì nguyên tắc điều trị là chúng ta sẽ làm cho cái axit hóa nước tiểu, bởi vì nước tiểu trong những cái trường hợp này thì nước tiểu bị kìm hóa, thì đương nhiên khi điều trị chúng ta sẽ làm axit hóa nước tiểu. Thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân sử dụng những cái chất mà làm axit hóa nước tiểu như là cái chloramonic ha, hoặc là phosphophore mà ha. Rồi đương nhiên chúng ta sẽ cho bệnh nhân tiết chế dùng cái những cái chất hoặc là những cái thức ăn mà có calcium. Còn sỏi cystine á thì đây là một cái loại sỏi hồi nãy thầy có nói rồi, đây là một loại sỏi mà do nó hình như là nó có khiếm khuyết về cái bẩm sinh ha. Cái tái hấp thu của ở cái ống thận đó, đây là một bệnh mà nó mang tính là giống như là di truyền ha. Và điều trị thì bệnh nhân được cái được cho uống nước nhiều ha, để làm pha loãng cái nước tiểu. Lưu lượng nước mà chúng ta cho bệnh nhân uống đó, thì ở mức độ làm sao mà để cho nước tiểu đạt được gần 4 lít cho một ngày, thì lúc đó thì chúng ta có thể tránh được cái loại sỏi này. Chúng ta qua phần kế tiếp, đó là phần về ngoại khoa. Vừa rồi thì thầy có nói đến phần nội khoa, còn bây giờ là chúng ta qua đến cái phần mà ngoại khoa. Thì phần ngoại khoa đó thì chúng ta gồm có là đầu tiên là chúng ta sẽ nói đến sỏi thận. Thì phương pháp mà ngoại khoa để điều trị sỏi thận thì chúng ta sẽ gồm có những phương pháp nào? Thứ nhất là mổ mở. Đây là một phương pháp mà ngày xưa sử dụng rất nhiều, nhưng mà ngày nay khoa học tiến bộ đó có nhiều phương pháp và nó ít xâm lấn hơn, nó tiến bộ hơn, hiệu quả hơn, do đó cái phương pháp mổ hở ngày càng bị giảm đi. Kế tiếp là phương pháp thứ nhì, đó là tán sỏi thận qua da. Phương pháp thứ hai là phương pháp phẫu thuật nội soi. Phương pháp thứ tư là tán sỏi nội soi mềm. Và thứ kế tiếp đó là tán sỏi ngoài cơ thể. Mấy em nên cần phải thận trọng lưu ý những cái từ nè, chúng ta dễ bị cái lẫn lộn cái từ nè. Cái từ mà mổ mở thì là dễ rồi, không bà lộn rồi. Cái tán sỏi thận qua da, chút nữa cái phương pháp này thầy sẽ nói rõ hơn một chút xíu ha. Còn cái phẫu thuật nội soi đó, mấy em nếu mà có đọc sách nước ngoài đó, mấy em sẽ thấy nó tên là laparoscopy. Là có nghĩa là sao?
là mình nguyên tắc mổ của nó là người ta sẽ dùng ba bốn cái troca để người ta tạo thành một cái khoang ở trong cái ổ bụng, trong bụng đó, để người ta mổ. Còn cái tán sỏi nội soi á là sao, là người ta đưa một cái ống soi ngang cứng hoặc mềm đi qua cái lỗ niệu đạo, rồi đi qua niệu đạo đi vào trong bàng quang, rồi để đi tới tiếp cận ở trong niệu quản hoặc là sỏi để người ta tán, người ta lấy cục sỏi nó ra ha. Do đó chính vì vậy mà nó có tên là endoscopy. Vậy thì mấy em thấy chữ là tán sỏi nội soi là mấy em hiểu được là nó tán bên trong đó. Còn cái phẫu thuật nội soi là có nghĩa là mình đưa những cái dụng cụ ha, đó, tạo thành một cái khoang rồi để mình mổ. Do đó mấy em đừng có lộn với cái này ha. Rồi. Mấy em thêm một cái lưu ý nữa thầy nói nữa. Trong cái điều trị mà ngoại khoa cho sỏi thận thì ở đây mấy em thấy là tán sỏi nội soi mềm chứ không có cứng nha. Tại vì sao? Lý do là khi cục sỏi nó nằm tuốt ở trên cao trên cái đài bể thận ha, trong thận đó, thì chỉ có cái ống soi mềm mình mới soi lên tuốt ở trên đài bể thận và chúng ta mới tán ra được. Còn mình có một cái ống soi cứng đó, không thể nào đưa lên tới đó để mà tán. Chính vì vậy mà mấy em sẽ thấy đến cái phần số 2 là sỏi niệu quản đó, thì phương pháp điều trị thì đó nó gồm có gì? Phẫu thuật nội soi thì cũng giống ở trên ha, rồi tán sỏi nội soi ở đây nó sẽ gồm có tán sỏi nội soi ống cứng và ống mềm ha, rồi có thể mổ hở và có thể tán sỏi ngoài cơ thể. Rồi đối với cái loại sỏi bằng quang đó, thì những phương pháp có thể điều trị được bằng gì? Là mổ mở bằng tán sỏi nội soi hoặc là nội soi bóp sỏi. Bây giờ cái phương pháp mà nội soi bóp sỏi không còn nữa, đa số người ta sử dụng cái phương pháp là tán sỏi nội soi. Còn nếu mà sỏi mà to quá thì lúc đó người ta mới mổ mở. Mấy em mức độ Y3 thì thầy tóm tắt rất là ngắn gọn để cho mấy em hiểu được một cách rất là khái quát, để mấy em biết được cái sỏi đường tiết niệu thì mình có những phương pháp gì điều trị để mình biết thì thôi. Còn mấy mốt mình sẽ được học kỹ trong cái Y5 hoặc là Y6. Rồi, thầy sau đây là thầy sẽ nói chi tiết hơn một chút xíu cho mấy em dễ nắm nè. Đối với cái phương pháp điều trị bằng phẫu thuật mổ mở đó, đối cho cái sỏi thận đó, thì giống như thầy hồi nãy có nói đó, phương pháp này đó, thì điều trị các nước tiên tiến bây giờ người ta không có điều trị nữa, bởi vì người ta có những cái phương pháp khác như là tán sỏi thận qua da hoặc là tán sỏi trong ngoài cơ thể vân vân. Do đó người ta ít sử dụng, nhưng ở Việt Nam vẫn còn. Đương nhiên cái phẫu thuật này càng ngày càng giảm đi rồi. Phương tiện ở Việt Nam thì chúng ta cũng có nhiều cái phương tiện tốt để làm rồi. Từ những trường hợp mà nó chỉ định chúng ta cần phải làm, thí dụ như sỏi to quá hoặc là nó không có thích hợp cho những cái phương tiện phương pháp khác, thì lúc đó chúng ta mới quay trở lại là mổ mở mà thôi. Còn đa số là chúng ta sẽ sử dụng bằng những cái phương pháp khác. Phương pháp là tán sỏi thận qua da là gì? Mấy em sẽ thấy là khi mình đi lên lâm sàng đó, mấy em sẽ nghe thấy cái từ là BCNL, đó là tiếng Anh, viết tắt của tiếng Anh ha, là percutaneous ha. Rồi percutaneous nè, còn này nephrolithotripsy ha. Đó mấy em sẽ thấy đó là viết tắt của tiếng Anh đó, percutaneous ha. Còn cái này đó là nephro là thận đó, rồi lithotripsy là coi như là tán sỏi thận đó ha. Thì cái hiện nay cái kỹ thuật này đó là thay thế hầu hết cho các phẫu thuật mổ mở. Nếu mà sỏi mà không có do bất thường bẩm sinh hay là mắc phải do hệ niệu xảy ra ha, thì mấy em thấy là cái chỉ định của nó rất rộng. Sau đây là mấy em sẽ thấy chỉ định của nó nè ha. Mình thấy chỉ định là cho tất cả hầu hết là các loại sỏi mà lớn hơn 20mm nè. Rồi sỏi những cái trường hợp mà sỏi san hô hoặc bán san hô mình cũng có thể làm được nè ha. Sỏi nhỏ mà trong những trường hợp mà tán sỏi ngoài cơ thể thất bại á, nếu mà tán sỏi ngoài cơ thể thất bại thì mình có thể là tán sỏi thận qua da, hoặc là sau khi mà người ta mổ mở rồi đó mà nó còn sót lại đó thì mình có thể đi mổ tán sỏi thận qua da, hoặc sỏi kèm những dị dạng đường tiết niệu như là hẹp ở cổ đài bể thận đó, thì người ta cũng có chỉ định này. Còn chống chỉ định đó, thì đương nhiên nó cũng có chống chỉ định, nhưng mà ít khi có chống chỉ định tuyệt đối, nó chỉ là những cái chống chỉ định tương đối mà thôi. Thí dụ như trong những trường hợp mà nhiễm trùng tiểu nè, rối loạn đông máu nè, hoặc là nhiễm trùng cái vùng da mà cần thực hiện đó, hoặc là
bệnh nhân có bị biến dạng cột sống đó, thì chúng ta lúc đó thì chúng ta phải xét lại ha, chúng ta có thể điều trị nhiễm trùng tiểu hoặc là rối loạn điều chỉnh rối loạn đông máu cho ổn, rồi lúc đó chúng ta có thể mổ ha. Cái nguyên tắc là thầy nói sơ sơ để cho mấy em nắm á, nó rất là cơ bản là gì, nguyên tắc của gì, người ta sẽ dùng một cái đường thăm dò, một cái kim ha, rồi một cái bộ dụng cụ để người ta nong, người ta thăm dò từ ở bên ngoài da ngay chỗ cái vùng hông đó, người ta tạo một cái đâm chọc dò để người ta dò cục sỏi, rồi sau khi tiếp xúc được cục sỏi rồi, người ta sẽ dùng cái bộ nong nong cho nó to ra để làm sao để người ta đưa được cái máy soi vô để người ta nhìn tiếp cận trực tiếp cục sỏi đó, để người ta đưa cái dụng cụ tán cho bể cục sỏi để người ta lấy ra. Mấy em hiểu chưa? Cái mà hồi nãy thầy nói là cái tán sỏi nội soi là đi qua con đường là từ ở dưới lỗ niệu đạo đi lên niệu đạo vô bàng quang để mình tiếp cận cục sỏi. Còn bây giờ người ta sẽ biến ha, người ta dùng cái kim chọc dò, người ta đâm, người ta dò cái đường để người ta đi từ cái vùng hông của bệnh nhân đó để tiếp cận trực tiếp vô cục sỏi, rồi sau đó người ta nong ra cái đường cho nó rộng ra để người ta đưa được cái máy soi vô để người ta soi thấy cục sỏi để người ta tán ha. Mấy em hiểu nôm na vậy là được rồi. Còn phương pháp thứ ba đó là tán sỏi ngoài cơ thể ha. Rồi, tán sỏi ngoài cơ thể là cái gì? Người ta sẽ dùng một cái máy tán, người tùy theo cái loại, người có thể sóng siêu âm hoặc một loại sóng gì đó để người qua đó người ta có thể nhìn thấy được trực tiếp cục sỏi, rồi định vị được nhờ cái sóng đó nó phải nó phát ra từ cái máy đó để nó tán bể cục sỏi, rồi sau đó từ cục sỏi to nó bể nhỏ ra, rồi bệnh nhân tự đi tiểu ra ngoài ha. Hoặc là chúng ta có thể can thiệp phụ thêm sau khi tán sỏi ngoài cơ thể. Thì cái chỉ định là trong những trường hợp mà cục sỏi nó nhỏ dưới 20 cm nha mấy em, còn lại tán sỏi thẳng qua da đó thì là trên 20, có nghĩa là trên 2 cm ha. Còn cái này là nó nhỏ, không có nhiễm trùng kèm, nhiễm trùng niệu đi kèm theo, không có những bất thường bẩm sinh mắc phải của hệ niệu, và không có chống chỉ định toàn thân ha, thì mình cũng qua được cái phần chỉ định. Đương nhiên thì trong phần qua nãy giờ thầy có nói ba cái phương pháp rồi, mổ mở nè, rồi tán sỏi thận qua da nè, rồi tán sỏi ngoài cơ thể. Bây giờ chúng ta qua một cái phương pháp thứ tư, đó là tán sỏi nội soi. Hồi nãy thầy có nói rồi đó, đây là phương pháp mà hiện nay bây giờ sử dụng rất nhiều luôn mấy em. Thỉnh thoảng mấy em cũng sẽ nghe cái từ là tán sỏi trong cơ thể ha. Tại sao dùng cái từ là tán sỏi trong cơ thể? Hồi nãy thầy có nói rồi, tại vì mình đưa ra cái máy soi từ cái lỗ niệu đạo, đi qua đường niệu đạo, đi vô trong bàng quang, rồi vô niệu quản, rồi thậm chí lên tới thận để tán sỏi. Thì có nghĩa là nó đi trong cơ thể, máy móc nó đặt trong cơ thể, rồi sau đó người ta mới đưa cái dụng cụ tán vô, tán bể cục sỏi lấy ra. Do đó nó còn có tên là tán sỏi trong cơ thể ha. Còn tán sỏi ngoài cơ thể là hồi nãy nó có cái máy, hồi nãy thầy có đưa cho coi rồi ha. Đây nào, nãy thầy có đưa cho mấy đứa coi nè, cái máy nè ha. Rồi cái máy nó nằm bên ngoài cơ thể của bệnh nhân, rồi xong người ta định vị cục sỏi, người ta thấy trên màn hình, rồi người ta định vị, rồi cái máy nó phát tia ra, nó tán để bể cục sỏi ra ha. Rồi thì cái tán sỏi nội soi đó nó được chỉ định trong những trường hợp mà sỏi sỏi thận thì lúc đó mình sẽ sử dụng ống soi mềm, còn sỏi mà niệu quản thì hoặc là sỏi bụng đá thì chúng ta sẽ sử dụng cái ống soi cứng ha. Còn chống chỉ định trong những trường hợp nào sỏi mà quá lớn chúng ta không thể nào tán sỏi nội soi được, tại không lẽ mình đứng tán hoài với là thời gian lâu quá nó nguy hiểm đến bệnh nhân, nó có thể tạo cái điều kiện để bệnh nhân bị nhiễm trùng, đó rất là nguy hiểm ha. Hoặc là trong những trường hợp bệnh nhân có bị nhiễm trùng mà chưa được giải quyết, nhiễm trùng mà đường tiểu đó chưa được giải quyết, hoặc là có bế tắc đường tiểu dưới ha, hẹp niệu quản, không máy không đưa lên được, hoặc là bệnh nhân có rối loạn đông máu, hoặc là có bất thường cơ thể học, thí dụ như là bệnh nhân có bị dị dạng cột sống hoặc là khớp háng thì bệnh nhân đâu có nằm được, tại vì cái tư thế mà mình tán sỏi nội soi đó bệnh nhân phải nằm ngửa giống như là tư thế của sản khoa đó, thì mấy em mới tán được. Nếu mà bệnh nhân bị dị dạng khớp háng hoặc là cột sống thì làm sao mình cho bệnh nhân nằm để đưa được cái máy soi lên mà tán, đúng chưa? Đây là một cái dài hình ảnh để cho mấy em thấy, minh họa cho mấy em thấy nè. Ở đây mấy em nhìn thấy không? Mấy em có nhìn thấy không? Dạ thấy. Alo. Thấy. Nè, ở đây là hình ảnh mà thầy minh họa cho thấy nè. Ở đây cái mình màu vàng vàng, cái con rõ thầy đang chỉ đây là cục sỏi nè. Mấy em thấy chưa? Rồi còn cái bên ngoài, cái dòng ngoài này là cái thành của niệu quản nè. Còn ở bên trong này là cái lồng của niệu quản nè, mấy em thấy không? Rồi kế bên đây cái màu trắng trắng á, đây á là một cái ống
điều quản hoặc là cái sông GG ha, hoặc là một cái này thì là cái rọ để bắt cục sỏi đó, đó, một cái đường dẫn đó, à, đó, à, mình thấy những cái này là mình có thể đoán là à có thể là cái sông điều quản hoặc là cái gì đó, nhưng mà cái trong trường hợp này thì đó là một cái rọ, cái đường để người ta bắt cục sỏi đó, ha, em thấy không? Đây cái hình bên tay 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 phải của mình mấy em nè ha, mấy em sẽ thấy là có cái cục sỏi đây, còn đây là cái lồng của niệu quản đây ha, còn cái đây là thành niệu quản. Đó. Rồi mình nói tiếp qua tới cái phần mà phẫu thuật nội soi, thầy cũng nói rất tóm tắt để mấy đứa dễ hiểu thôi. Cái phân biệt hồi nãy cho mấy đứa hiểu đó là cái phẫu thuật nội soi nó khác chứ là tán sỏi nội soi rồi ha. Phẫu thuật nội soi là gì, nguyên tắc là gì, mình dùng những cái tru ca để mình đưa vô trong cái thành bụng hoặc là trong ổ bụng để mình tạo thành cái khoang, mình cho hơi vô đó để tạo cái khoang nó rộng ra để mình đưa những cái dụng cụ để mình bóc tách, để mình lấy sỏi ở trong cái đường tiết niệu ra, sỏi cụ thể là sỏi ở trong niệu quản hoặc là trong cái bể thận ha. Thì được chỉ định trong những trường hợp làm sao, thứ nhất là đối với sỏi thận á, thì mình chỉ lấy được cái sỏi ở ngoài khoang, ngoài xoang mà thôi. Tại sao? Tại vì sỏi mình nó nằm ở trong nội xoang á, là nó nằm sâu ở trong thận đó, và cái phương pháp này sẽ không có mổ được, không lấy được. Ngày nay thì hồi nãy thầy có nói rồi đó, cái tán sỏi nội soi nó phát triển rất nhiều, do đó bây giờ xu hướng là người ta tán sỏi trong đó, là ta đưa cái dụng cụ vô trong, người ta tiếp cận sỏi rồi người ta tán ra, chứ còn cái phẫu thuật nội soi đó người ta hiếm khi nào ta sử dụng cho cái sỏi thận lắm, trừ những trường hợp mà tại ở bệnh viện bình dân thầy dưới hoặc là một số bệnh viện khác thầy thấy tay nghề cao, do bác sĩ có thể phẫu thuật nội soi để họ lấy ra ha. Nhưng thường bây giờ là người ta có xu hướng là tán sỏi nội soi hết. Còn đối với sỏi niệu quản thì khi những cái trường hợp mà tán sỏi ngoài cơ thể hoặc là tán sỏi nội soi thất bại đó, hoặc là cái sỏi mà có kích thước nó to hơn 10mm mà nó bị khảm, nó dính lại, ta tiên lượng là cái tán sỏi nội soi khó quá, thì lúc đó người ta sẽ làm bằng phẫu thuật nội soi thì nó dễ hơn ha. Đương nhiên nó có chống chỉ định là trong những trường hợp mà bệnh nhân có vết mủ, với một vết mổ cũ. Vết mổ cũ thì làm sao mình vô được, mình làm sao mà mình đưa tru ca vô được để mình tạo khoang để mình mổ, do đó là này nó chống chỉ định. Hoặc là bệnh nhân có biến dạng cột sống ha, do bệnh nhân không có nằm nghiêng được, do mình không có mổ được cái phương pháp này. Hoặc là có những cái chống chỉ định chung của toàn thân về mọi khoa, ví dụ bệnh nhân có bị gì, bệnh nhân bị có rối loạn đông máu, bệnh nhân có bị suy tim nặng, ví dụ vậy đó ha, vân vân. Những cái đó là những cái chống chỉ định chung ha. Rồi. Thì nói tóm lại, vừa rồi đó thầy có nói cho mấy em về sỏi đường tiết niệu. Thì sỏi đường tiết niệu là một cái bệnh lý mà thường gặp trong điều khoa. Khi mấy em mà đi thực tập trên lâm sàng đó, mà mấy em bước vô trong khoa, mấy em bóc ngẫu nhiên hỏi một cái bệnh nhân nào đó, thì 50%, hơn 50% đó là một cái sỏi đường tiết niệu. Để cho chúng ta thấy rằng cái mật độ ha, cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị sỏi đường tiết niệu rất là cao ha. Vô khoa niệu là mà mấy em nhắm mắt lại bóc một bệnh nhân ha, mình ngẫu nhiên thôi là mình thấy là hầu như là đó là sỏi đường tiết niệu, gặp rất nhiều ha. Sỏi đường tiết niệu thì có rất nhiều loại, nó có những đặc tính riêng mà thầy hồi nãy có nói rồi ha. Mỗi một loại sỏi nó có những cái tính chất khác nhau, có loại sỏi thì nó mềm, có loại sỏi thì cứng, có loại sỏi thì hình tròn, có loại sỏi là có nhiều gai, mặt trơn nhẵn, có sỏi thì màu vàng, còn có sỏi thì hình san hô, vân vân ha. Rồi có sỏi đặc biệt thì nó cản quang, còn có loại sỏi là không cản quang. Mấy em cần phải lưu ý những cái đó, mình biết được những cái tính chất riêng của nó có thể giúp ích mình trong cái chẩn đoán và cũng có thể là giúp ích mình trong cái phần điều trị. Rồi tùy theo cái vị trí, rồi tùy theo cái diễn tiến, tùy theo cái kích thước cục sỏi mà có thể cho cái hình ảnh lâm sàng rất là khác ha. Từ cái dạng là không có triệu chứng, hồi nãy thầy nói có khi nó nằm tồn tại suốt bao nhiêu năm mà bệnh nhân không hề có triệu chứng, cho đến cái dạng là nó rớt xuống, nó tắc nghẽn, nó gây ra triệu chứng cho bệnh nhân, và có khi nó diễn tiến nặng qua tới cái giai đoạn là gây ra những cái biến chứng, thí dụ như suy thận hoặc là nhiễm trùng hoặc là ung thư vân vân, hồi nãy thầy có nói rồi đó. Đặc biệt những cái biến chứng mà em lưu tâm nhất là gì, giờ là vô nhiễm trùng huyết hoặc là vô suy thận ha. Rồi còn về phần mà chẩn đoán đó, để chẩn đoán đó, thì cận lâm sàng là định hướng
cho chúng ta chẩn đoán thôi. Còn mà để chẩn đoán xác định đó, thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải làm cái cận lâm sàng, đặc biệt là chẩn đoán hình ảnh. Chúng ta làm cái siêu âm KUB hoặc là UV, đặc biệt là CT scan. Từ đó là chúng ta cái chẩn đoán xác định ha. Rồi, còn đối với điều trị đó thì nói chung là có rất nhiều phương pháp, từ phương pháp nội khoa cho đến phương pháp ngoại khoa. Mỗi một phương pháp nó có một cái chỉ định và chống chỉ định nghiêm ngặt, chúng ta phải tuân thủ cho đúng để mình có một cái chọn lựa điều trị đúng cho bệnh nhân. Thì cái bài của thầy đến đây là hết. Trước khi mà thầy mấy em có những cái câu hỏi đó thì thầy có một cái số câu hỏi lượng giá. Bây giờ mấy em thì giờ chúng ta đó chắc là cũng không có còn nhiều nữa. Mấy em có những câu hỏi gì mấy em hỏi trước đi, để chúng ta sẽ có những cái câu hỏi lượng giá ha, để coi qua cái bài này đó thì chúng ta nắm được cái gì. Rồi, mấy em có câu hỏi gì hỏi không em? Mấy em có câu hỏi gì không? Mẹ nói lớn lên chút xíu thầy không có nghe rõ. Có em nào đang nói đó? Huy hả? Huy nói đi Huy. Huy nói sao Huy? Cái câu hỏi của em nó không có nằm ở trong phần lớn. Được không sao? Em bất kỳ hỏi một cái câu nào cũng được, không sao, thầy sẽ trong cái phạm vi mà thầy giải thích được thầy sẽ nói, không sao hết. Nó có liên quan một chút xíu cũng được, không sao. Nói chung là những cái gì nó có liên quan, nó có dính để bộ phục vụ cho cái chuyện học của mình á, thì là thầy sẵn sàng ha. Nói chung là phục vụ cho cái chuyện học của mình là thầy sẵn sàng cho dù câu hỏi nào. Dạ. Rồi. Đang nói là uống nước gì là nó tốt đó thầy, như vậy có đúng không thầy? Câu đó cũng là hay đó. Uống nước nhiều tốt. Cái câu này là một cái gì đó nhiều là tốt. Mấy em quay trở lại chung, không phải là uống nước nhiều. Mấy em hiểu ý của bạn Huy hỏi không? Thì thầy cũng trả lời cho mấy em đó. Cái gì nhiều tốt, nhưng nhiều, thế nào là nhiều? Nhiều là ông ở mức độ người ta cho phép, chứ không phải nhiều nó quá sức. Bây giờ thí dụ như nói uống nước nhiều là tốt, cái là bao nhiêu là tốt? Thí dụ như một ngày bệnh nhân uống 3 lít là tốt, 2 lít, 3 lít, lít. Hồi nãy thầy có nói đó ha. Nếu mà giả sử cho nhiều, cho bệnh nhân uống 10 lít, mấy em thấy vậy là gọi là nhiều tốt không? Đâu có tốt, đây gọi là quá mức tưởng tượng. Mấy em thấy không? Nói là thí dụ như mình phải cần dinh dưỡng cho bệnh nhân, cho bệnh nhân ăn dinh dưỡng, nhưng không có đồng nghĩa là có nghĩa là mình cho ăn càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tiếp. Không phải, ăn cũng vừa độ, nó ở mức độ nào đó ha. Chứ giờ cho bệnh nhân ăn mà cho dồn ăn quá chừng rồi rốt cuộc bệnh nhân bị một cái bệnh khác ha, dinh dưỡng thì tốt, mập lên, nhưng rốt cuộc bệnh nhân bị bệnh tim, bệnh cholesterol, bệnh tim mạch, bệnh đủ thứ ha. Do đó cái gì nó cũng có chừng mực, thì uống nước cũng vậy. Mấy em thấy không? Thì hồi nãy các thầy có nói rồi, uống nước một ngày là bệnh nhân phải uống từ 2 đến 3 lít nước là tốt. Chứ uống thí dụ 5 lít, 6 lít, 7 lít quá rồi, cái đó là quá rồi ha. Uống quá là bệnh nhân chịu không nổi luôn ha. Bệnh nhân bị giãn dạ dày luôn đó, hoặc là bệnh nhân bị ngộ độc nước luôn ha. Rồi, cái câu của em là có liên quan đó em. Thầy thấy hay mà, đâu có gì đâu là không liên quan. Uống mà nếu mà uống nhiều vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến thận hay là tim mạch nữa? Thầy mới vừa nói xong, ở mức độ là mấy em mà uống khoảng từ 2 đến 3 lít là nó tốt. Và đối với người bình thường, còn nếu một cái người mà bị suy tim hay gì đó ha, người ta cần phải hạn chế uống nước kiểu vậy, sao bệnh nhân mà uống nổi. Còn nếu một cái người bình thường hoàn toàn không có bị gì cả thì mấy em uống một ngày 2 lít đến 3 lít là bình thường nha em nha. Còn một cái người mà bị suy thận hoặc suy tim, do người ta bị kiêng về chứ cái hạn chế nước đó, thì mình phải tuân thủ theo đó. Nói chung là mình phải tuân thủ theo cái chỉ định một người bình thường là mình đưa ra ở mức đó. Còn đối với người suy thận hoặc là người bị suy tim gì đó, người ta cần phải uống nước vậy đó, tại tim người ta hoạt động không có nổi như vậy đó, thì mình cũng phải theo cái chỉ định tuân thủ theo đúng. Còn nói chung thầy đang nói cho một cái người bình thường ha, thầy không nói đưa ra một cụ thể. Một người bình thường thì chúng ta uống là khoảng 2 đến 3 lít nước là tốt ha. Dạ cảm ơn. Dạ thầy ơi. Nói đi em. Dạ thầy cho nói em đi. Hỏi là sỏi tiết niệu với lại sỏi thận và cả sỏi và sỏi mà gây ra viêm ruột thừa với lại sỏi của túi mật á,
thì hai cái sỏi đó tại sao mình không thể dùng phương pháp tán sỏi được mà mình phải phẫu thuật cắt bỏ luôn à? Cái câu này thầy cũng em cũng hay, nhưng mà câu này nó đặc biệt ở chỗ là sao, mỗi một cái đường sỏi, thứ nhất em nên biết là cái tính chất của sỏi nó có khác nhau, cái thứ hai nữa là sỏi nó nằm trên con đường khác nhau, đúng không? Cái sỏi mình đang học đường tiết niệu là sỏi nó nằm ở đường tiết niệu, còn sỏi ở ruột thừa nó nằm ở đường cái ống tiêu hóa, còn sỏi đường mật nó nằm ở đường mật. Thì mỗi một cái đường đường ha, nó có một cái phương pháp tiếp cận, nó còn một phương pháp đặc biệt riêng chứ đâu có giống nhau được em. Thí dụ như thầy nói nha, ở ruột thừa làm sao mình lấy cục sỏi ra, đâu có, không lẽ giờ mình đưa cái ống soi vô tiếp cận vô trong cái ruột thừa để mình tán sỏi mình lấy ra rồi bằng cỏ nào, đâu có được. Chỉ bằng cách là mình làm bằng laparoscopy để mình lấy nó ra, mình cắt cái ruột thừa đó thôi. Còn sỏi đường mật á thì người ta có thể nó có giống là chẳng hạn có thể người ta đưa nội soi lên à, nhưng mà do cái tính chất cái vị trí của nó rồi cái tính chất của cái cơ quan mà chứa đựng sỏi đó mà nó có phương pháp khác nhau, đâu có thể giống nhau được em. Mỗi cái đưa một phương pháp đưa ra người nó phải phù hợp với lại cái đường ha, cái đường mà chứa cái sỏi đó đó, cơ quan chứa sỏi đó, rồi nó phù hợp với lại cái máy móc rồi những cái loại sỏi nó thích thời hợp, đúng không? Chứ nó không thể nào giống nhau được. Cái câu của em đưa ra cũng hay đó, đặt ra thấy có ý tưởng lạ đó. À, nhưng mà thầy trả lời là đó, mỗi một cái loại sỏi của cơ quan khác nhau thì cái phương pháp điều trị nó khác nhau, nó không giống nhau được, nó phải phù hợp với lại cái cơ quan đó ha. Dạ em cảm ơn thầy. À, câu hỏi thầy của em cũng rất là hay đó, lạ đó, do mà một cái câu hỏi của em đó đặt ra thầy sẽ lưu ý. Có khi mai mốt thầy sẽ, tại là thầy là dân tiết niệu, do đó thầy sẽ làm về cái hoạt động bên lĩnh vực về tiết niệu. Nhưng cái câu của em có hay, biết đâu chừng mai mốt thầy gợi ý bên ngoài tổng quát là bên về ống tiêu hóa đó, biết đâu người ta chế ra được một cái ống nội soi rồi soi vô rồi tán bể cái cục sỏi nó tắc nghẽn của cái ruột thừa đó. À, lúc đó thì sẽ không có mổ. À, biết đâu đó là ý hay à, biết đâu mốt em trở thành là nổi tiếng sao về làm cái đó. Nhưng mà có điều dẫu sao cái ruột thừa mà nó bể nó bị viêm rồi là phải cắt bỏ em ơi, chứ nó không giống như là nó không phục hồi được. À, cái đó mình phải để ý cái cơ quan cái ruột thừa là nó khi nó bị viêm rồi á thì mình phải cắt bỏ nó tại nó không có lợi, mình phải lưu ý thêm cái đó. À, mấy em còn câu hỏi gì nữa không? À, mấy em cứ suy nghĩ rồi có câu hỏi gì đưa ra cho thầy nha. Thầy ơi, ở bên không chat các bạn hỏi về cản quan với lại không cản quan khác nhau chỗ nào á thầy? Mấy em chờ thầy chút xíu nha. Cái câu của mấy em á, câu này cũng hay, nó mang tính chất là alo, mấy em nghe nghe thầy không? Alo. Nghe. À, cái câu của thầy của mấy em đưa ra đó thì nó mang tính chất là nó trên lâm sàng. À, nếu mà mấy em mà đi thực tập lâm sàng đó làm thầy sẽ cho mấy em thấy cái X-quang á trên 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 thực tế trên lâm sàng đó, mấy em sẽ coi một lần mấy em sẽ thấy thì cái sỏi mà nó không có cảm quan đó thì mình trên cái phim mà mình chụp đó mình sẽ không thấy được cái gì hết, mình không thấy. Còn nếu mà một cái loại sỏi mà nó có cái cảm quan đó mình sẽ thấy được. Thì hồi nãy thầy mấy em có coi nè, đây nè mấy em sẽ thấy nè,
Thí dụ cái hình này mấy em có thấy không? Mấy em đang thấy trên cái màn hình không mấy em? À, nè, thí dụ như thầy đưa cho mấy em coi nè, đây là cảnh quan là mấy em nhìn thấy cái hình ở đây không? Thầy đưa con trỏ vô là mấy em nhìn thấy không? Cái sỏi nó kẹt nè, ha, mấy em nhìn thấy là cái mũi tên nó chỉ nè, mấy em thấy không? À, thí dụ như trên đây là cục sỏi nó to, nó cảnh quan mấy em nhìn thấy nó to không? Rồi trên đây cái sỏi thận nè, nó to, mình sẽ thấy nó màu trắng là mấy em thấy hình dạng cục sỏi san hô không? Đó. Còn nếu giả sử như nó không có cảnh quan, mấy em nhìn thấy cái con trỏ của thầy đang chỉ không? Ở đây nè. Nhìn thấy không? Mấy em thấy không mấy em? À, thì bên đây thí dụ như đó không có cảnh quan, mấy em sẽ nhìn không có thấy một cái gì hết, không có thấy một cái vật màu trắng ha. Còn bên đây mấy em thấy nó màu màu trắng nè, nó cảnh quan là vậy đó, mình sẽ thấy nó trắng. Hoặc là cái hình dưới bên đây nè, cái hình thứ ba bên 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 tay phải là mấy em thấy ngay có cục sỏi nó nhỏ là nó kẹt ở dưới ngay chỗ cái cổ bàng quang là mấy em thấy nè, đó mấy em thấy không? À, mấy mốt đi trên lâm sàng mấy em yên tâm sẽ được chỉ rất rõ cái này. Rồi, à, mấy em còn câu hỏi gì nữa không? Mấy em còn câu hỏi gì nữa không em? À, trong khi chờ đợi mấy em có câu hỏi khác đó, thầy cho mấy em làm thử, đánh trắc nghiệm thử nha, thầy coi nha. Rồi, mấy em làm câu 1 cho thầy coi. À, câu 1 là trong thành phần sỏi 90% bao gồm A là đó là do calcium kết hợp với là oxalat hay là phosphat. Câu B là oxalat kết hợp với phosphat hay là urat kết hợp với phosphat hay là cysteine kết hợp với phosphat. Dạ cô A. Ờ, rồi có em có em nào có ý kiến khác không em? Thường á, thầy cũng có làm trên cái Tony Boy á, mà cái này do không có là thầy không có làm được. Hoặc là Bone Everywhere thì cũng có thể làm được. Mấy em có câu trả lời nào khác không? Rồi, đa số vậy là không có câu hỏi nào khác thì mình qua câu hỏi số 2, chút nữa đáp án mình sẽ nói ha. Rồi. Qua câu số 2 là sỏi thường phối hợp với nhiễm trùng là sỏi nào? A là oxalat calcium, B là sỏi phosphat calcium, C là magnesium ammonium phosphat, còn D là sỏi urat. Dạ, câu C. À, mấy em còn có câu hỏi nào, có câu trả lời nào khác không? Rồi mình qua tới câu số 3 nha. Sỏi nào dưới đây là không cảnh quan? A là oxalat calcium, B là phosphat calcium, C là magnesium ammonium phosphat, D là sỏi urat. D Okay. Y. Câu D. Mấy em còn có câu trả lời nào khác không? Mình nãy giờ thầy nghe có hai hai bạn. Quý hả? Quý với là Thu Uyên hả? Thanh Có Thảo. mấy bạn trả lời trong khung chat nữa. Có trong chat thầy thấy là Minh Thắng nè, thầy thấy có nè, trong chat mấy em cũng có đưa ra. Rồi, chút nữa thầy sẽ coi cho phần trong phần chat ha. Bích Loan cũng D nè. Nguyên Khôi Nguyên cũng D. Rồi. Mình qua tới cái câu số 4 nè ha. Hiện nay các sách giáo khoa và guideline chọn phương tiện mà điển hình phương tiện mà hình ảnh mà đáng tin cậy nhất để chẩn đoán này là A là siêu âm với là chụp cái hệ niệu không sửa soạn, B là X quang hệ niệu không cảm quan và có cảm quan, C là MSCT scan, D là MRI, thì mấy em chọn con nào? Câu C, MSCT. Thầy thấy là Quyền Trân nè, Tú My nè C, Hoa Đăng cũng C, Mỹ Dung cũng C, Kim So cũng C,
Nguyên khôi, khôi nguyên. À, mấy em cũng đa số là chọn C không ha? Rồi. Rồi, mình đánh thử câu số 5 nha. Bệnh nhân được chẩn đoán là sỏi san hô thận bên phải, nuôi cấy nước tiểu có nhiễm trùng niệu do vi khuẩn lập Proteus, điều trị triệt để là bao gồm A là phẫu thuật lấy hết sỏi trong điều kiện lý tưởng, B là điều trị kháng sinh tích cực, đủ liều, đủ thời gian theo kháng sinh đồ, C là toan hóa nước tiểu, uống nước nhiều để tăng bài niệu, D là A, B đúng. Mấy em nhóm này mà thấy mấy em giỏi quá, trả lời được đúng hết à. Câu này cũng dễ mà ha, mình có theo dõi bài là mình trả lời được thôi đúng không em? Nói tóm lại nãy giờ mấy em trả lời đúng hết á. Câu A, câu số 1 là mình sẽ đánh là A ha, câu số 1 là A, câu 2 là C. Đúng rồi. Câu số 3 là D. Câu 4 là C, câu 5 là D, đúng rồi. Mấy em trả lời đúng hết á. Vậy đó ha, mấy em thấy cũng đâu có gì đâu mà khó khăn đâu ha. Mình chỉ cần mình theo dõi bài rồi mình có thể nắm được hết ha. Rồi, quay trở lại là mấy em có câu hỏi gì không? Mấy em có câu hỏi gì khác nữa không? Mấy em còn câu hỏi gì khác nữa không? Sau cái buổi của thầy đó, ngày hôm sau mấy em còn học nữa không? Hay là cái chương trình học lý thuyết của mấy em hết rồi? Mấy em còn học nữa không? Hôm nay buổi cuối hả mấy em? Mấy buổi trước mấy em học online có bị trục trặc gì không? Thầy nghe không rõ. Em miếng nói đi. Thầy nghe không có rõ. Alo, mấy em vậy là mấy em còn cái câu hỏi gì nữa không? Nếu mà chúng ta không còn câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ chấm dứt ngày hôm nay nha. Chấm dứt ở đây. Thì thầy chúc cho mấy em là học giỏi ha, có nhiều sức khỏe để mà trong cái mùa dịch này mình có thể vượt qua được, mình có thể học giỏi được ha. Rồi sau khi mà học xong rồi ra trường thành tài, có thể mình sẽ làm trở thành một bác sĩ giỏi ha. Rồi hy vọng là trong tương lai nếu mấy em có đi bình dân mà đi thực tập lâm sàng thì có thể mấy em sẽ gặp được thầy ha. Rồi mấy em hồi nãy thầy có giới thiệu tên rồi đó, mấy em có biết thầy rồi đúng không? Trong nhóm này mấy em có em nào đi bình dân chưa mấy em? Chưa đi hả? Rồi thôi, trong tương lai mình có thể hy vọng gặp nhau. Rồi nếu mấy em mà không còn câu hỏi gì nữa thì thôi ha. Bài của mình đến đây là chấm dứt ha. Rồi một lần nữa thầy chúc cho mấy em được có nhiều sức khỏe với là học giỏi nha. Rồi thầy chào mấy em nha.